Vườn xứ Ngô Gia chào cô bác, quý anh chị và các bạn đam mê hoa xứ. Thì đêm nay là 11 tháng 1 ha. Vườn em tiếp tục đang bán lô xứ hạt gồm 20 mấy cây nha quý chị. Thì quý anh chị chọn lựa được cây nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522. Rồi vườn em luôn có chính sách bảo hành cho quý anh chị trong khoảng thời gian 20 ngày đầu nha. Rồi quý anh chị chọn lựa cây nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0916256522. Rồi, bắt đầu bằng cây số 1 nha anh chị. Cây số 1 ha. Cây số 1 là một cây cánh kép hai lớp, xoay bông to, cánh dày đứng qua, rộ bông nha quý anh chị. Củ to. Củ to nha, lá đẹp. Cây số 1 này cái hậu vàng hồng mà hậu tím nha, cũng rất đẹp luôn. Số 1 giá 100. Một giá 100 nha quý anh chị, cao lớn rừng vàng nha. Rồi số 2 ha. Số 2 là một cây đỏ nhung. Cây đỏ nhung rộ bông. Sai bông này là sai bông trung bình, cỡ như ruby vậy nha quý anh chị ha, đỏ giống như ruby vậy ha. Đây, rộ bông rất là đẹp luôn, tàn đẹp, tàn rất là đẹp. Này sai bông trung bình là lớn thôi, bởi vì rộ bông ha, rất là đẹp luôn. Rồi cây số 2 này giá 100, tàn đẹp nha quý anh chị. Số 2 này tàn đẹp nha, đỏ nhung 100. Rồi tiếp tục với cây số 3. Cây số 3 là cây gân đẹp nha quý chị. Gân đẹp, dạng gân gân tím, gân đỏ ha. Này nó hai màu gân lận. Gân tím bên đây, gân đỏ bên đây ha. Cánh dày, cánh nhọn ha. Lá đẹp. Lá đẹp luôn quý anh chị. Lá có viền tím rất đẹp nha. Lá cái màu cũng rất đẹp luôn. Nhưng mà này cũng không lớn lắm nha. Cây phân tán trên được hai nhánh ha. Thì cây màu tím này, cây gân này là giá 200 ngàn nha quý anh chị. Gân đẹp nha. Rồi, số 3 200 ngàn. Rồi số 4 ha. Số 4 là cây trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng ha quý anh chị. Sao bông to, lá đẹp. Cây dưới phân tàn được mấy nhánh ha. Ở trên nó phân tàn ngọn rất đẹp nha. Thì cây số 4 này giá 100. Trắng phớt hồng nha quý anh chị. Số 4 giá 100. Rồi cây số 5. Cây số 5 là cây siêu hoa luôn ha. Sai bông trung bình. Sai bông trung bình nha quý anh chị. Rộ bông chùm nụ rất khủng nha. Này chùm nụ hơi bị nhiều à. Đây. Quý anh chị thấy cái cây chút éo ha. Da nâu. Thân nâu nha. Thân nâu. Cổ là bích cây luôn nha. Rồi, cây số 5 này giá 100. Số 5 giá 100 nha quý anh chị. Cây chút éo mà rộ bông rất là đẹp nha, cánh dày. Sai bông trung bình. Nụ chùm luôn. Chùm nụ khủng ha. Rồi số 5 giá 100. Cây số 6 là cây trắng viền hồng ha. Trắng viền hồng. Trắng viền hồng nhẹ thôi nha. Cánh hoa này dạng khung bông tròn, sai bông to. Đây. Trắng này nó có điểm hồng ha. Rồi cây này cũng to, phân tán với được 4 nhánh ha. Cây số 6 này giá 200 ngàn. Đứng qua cố ngắn nha quý anh chị. Đứng qua cố ngắn ha. Cái này hiện viền hồng, còn cái này trong đây hiện phớt hồng. À, cái lớp ngoài này lớp trong này đúng rồi. Lớp trong nó mới viền hồng nha quý anh chị. Đây. Lớp ngoài hiện phớt hồng, lớp trong viền hồng ha. Nhìn cũng rất là lạ mắt. Rồi số 6 này giá 200 ngàn. Số 6 giá 200 ngàn. Rồi cái số 7 là cây hoa đẹp quý anh chị. Mấy tông màu ha. Tím, đỏ và cái bạc trắng, sai bông to, lá đẹp, lá dúng luôn, lá dúng lá nhuyễn ha, cánh hoa dày, họng đen, rồi cánh nhọn, rất đẹp nha. Cây số 7 này một tốt nhưng mà lên phân tàn được nhánh đó nha quý chị, củ này cũng tương đối già ha. Rồi cây số 7 này là cuốn ngắn đứng qua luôn nha, cuốn ngắn sai bông to, cánh dày, 250 ngàn, số 7 250 ngàn nha quý chị, hoa đẹp nha. Rồi cây số 8 này là cây siêu to, siêu nhánh luôn. Hoa thì cái màu hoa màu vàng thì rất là vàng nha. Nhưng mà nó hơi lật nha quý anh chị. Vàng không đỏ. Hơi lật nha. Quý anh chị mua cây này là mặt bông thì nó đang có vậy, em chỉ thấy mới có một bông này nha quý anh chị. Nè, mấy này mới nụ thôi chứ chưa có bông ha. Không biết nó như thế nào. Nụ thì rất là nhiều nè. Đó, nhưng mà hiện tại cái hoa này nó lật.
nó lật nha, nhưng mà cánh thì rất là dày, trổ cũng bung mà là cánh hơi lật nha quý chị. Vàng thì vàng rất là đậm luôn, vàng đậm luôn nha, vàng khỏi chê nha. Đó. Còn cái vụ nụ thì rất là nhiều quý anh chị, rất là nhiều luôn, tàn thì cũng rất là nhiều, nhưng mà cái nết nó sau này thì em không biết nha. Cây này bán 200.000, 200.000 nha quý anh chị, hoa rất đẹp nha, cánh hơi lật thôi, cánh hơi lật ha. Rồi gì, củ thì rất là to, tàn rất là nhiều luôn. Rồi số 8 200 hết xôi, màu vàng rất là đậm luôn á. Và cây số 9 là cây hoa rất đẹp nha quý chị, tím á, tím đẹp, tím đẹp nha. Tím có trắng có đỏ ha, hồng đen. Cây này phân tàn được mấy nhánh dưới đây ha quý chị, thì cây này cũng nhỏ nha, phân tàn tốt, đứng qua cánh đẹp, hoa đẹp ha. Cây này 400.000 không bảo hành nha quý chị, cây số 9 này giá 400.000 không bảo hành, hoa đẹp nha. Đây rồi, 400.000 không bảo hành cây số 9. Cây số 10, cây số 10 là cây hoa màu tím hai lớp nha quý chị, này là size bông trung bình ha, size bông trung bình, size bông nhỏ nha, trung bình đó. Này là trổ được 2-3 ngày, này trổ ngoài nắng nè. Cây này cũng già quý anh chị, cây số 10 này cũng già ha. Đó, tím, tím hai lớp, này là tại sao bông nhỏ ha. Rồi sao bông trung bình thôi. Số 10 giá 200.000. 200.000 nha quý anh chị. Nụ rất tốt nha, không tát nha quý anh chị. Đó. Cuốn ngắn luôn, mà chỉ bông hơi nhỏ thôi nha, cánh dày. Rồi số 10 giá 200.000. 11. 11 là cây hoa trắng sao bông to, cánh dày. Cây này bị rớt lá nha quý chị ha. Này nó rớt lá thì quý chị trồng lại là nó sẽ đâm độc mới ha. Rồi cây này không còn cái lá nào luôn. Rồi cây này là quý chị trồng lại là có nó sẽ đâm độc mới nha quý chị, củ già, phân tàn tốt. Cuốn ngắn đứng qua 200.000, cây màu trắng rất đẹp nha quý chị. Cánh qua dày nè, sẽ bông rất là to luôn. Rồi số 1 200.000. Số 12 là dòng đại mỹ nhân ha quý chị, cánh dày, viền viền đỏ ha, đỏ ngọt, nền trắng hai lớp nha quý chị. Thì cái dòng này là được cái là nó cuốn ngắn đứng qua nha, cuốn nó rất là ngắn luôn, nụ nhiều, lá đẹp, phân tàn rất là tốt luôn. Này cũng nhỏ nha quý chị, cái này có thể em đóng nguyên chậu cho quý chị nha. Rồi cây số 12 là giá 250.000, hoa đẹp nha. Đó, cánh dày, sẽ bông to, hoa rất là sạch nét ha, 250.000. Cây số 13, cây số 13 là một cây lá rất, bộ lá rất là đẹp nha quý anh chị, phân tàn cũng rất là đẹp luôn, màu đỏ thì cũng tuyệt vời ha. Này màu đỏ mới nha, màu đỏ cherry nha, đỏ đậm ngọt ha quý anh chị. Đó, nó trổ được. Này nó màu sắc nó ngoài nắng nó rất là đẹp nha, chùm nụ nhiều nha quý anh chị, chùm nụ tầm 10 ăn lên nha, lá đẹp. Đây, màu đỏ rất là đẹp nha, rất là cưng, hồng đen ha. Rồi cây này ba bông rất là đẹp luôn nè. Cây số 13 này tàn đẹp, lá đẹp, củ đẹp, hoa cũng đẹp luôn, giá 200.000. 200.000 nha quý anh chị. Rồi cây số 14, cây số 14 là cũng một cái thằng có dòng đại mỹ nhân. Thì cái dòng của thằng đại mỹ nhân nó được có cái là nó phân tàn rất là tốt quý chị, phân tàn rất là tốt luôn ha. Rồi lá đẹp, đặc biệt cái cuốn nó rất là to, cánh luôn dày ha. Đó, cái này viền này là viền đỏ hơi nhiều ha, nền trắng viền đỏ hơi nhiều, rổ bông. Rồi cái này giá 250.000 luôn quý chị, cây số 14 250.000 nha, hoa đẹp, cuốn ngắn nè. Để quay cái cuốn cho quý chị xem, cái cuốn nó rất là to, cánh nó rất là dày ha. Cây này rổ bông này thì 5 năm ha, đỏ với trắng 5 năm, nhìn cũng rất là đẹp không quý chị. Đây, hoa rất đẹp luôn, bốn bông mà nhìn bích cây ha, phân tàn rất là đẹp luôn. Rồi cây số 14 này giá 250.000. Rồi 15, 15 là cây hoa màu tím full màu nha quý anh chị, màu tím full màu, màu tím full màu nha. Cây lâu lắm mới có được cây màu tím đẹp trở lại nha quý anh chị, hồng vàng, cánh hoa dày, sai bông trung bình lớn nha. Rồi cây này phân tàn đẹp, củ đẹp luôn nha, củ to. Thì cây này
nó tăng size nha quý anh chị ha. Thì những cây màu tối này quý anh chị nên để chế độ nắng ít thì nó sẽ giữ mạnh được lâu hơn ha. Cây số 15 này là giá 500.000. 15 giá 500 nha quý anh chị. 15 giá 500. Rồi, tiếp tục tới cây số 16. Cây số 16 là một cây hoa rất đẹp nha. Tím ngọt, bên tím ngọt ha, một bên trắng. Ở lớp trong thì nó có cái vạch rất là đẹp nha quý chị, cánh hoa dày, sepal to. Sepal to, củ to, phân tàn. Rồi cây này là hoa rất là đẹp. Cây số 16 này là giá 300.000. Giá 300.000. 300.000. Rồi. Cây số 16 này hoa rất đẹp nha quý anh chị, lá đẹp luôn nè. Lá đẹp. Cánh dày. Cánh dày. Ha, à, cây này đẹp nha quý anh chị. Rồi, cây số 16 này giá 300.000 nha. Rồi, cây số 17. Cây số 17 là cây thân nâu. Thân nâu hoa đẹp ha, hoa rất là đẹp. Cánh dày. Trổ hoa ba bông rất là đẹp quý chị ha. Ba bông rất là đẹp. Củ to. Củ to ha. Cây dình vàng quý chị thân đang. Rồi, cây này thì chùm nụ khủng luôn. Cây số 17 này là giá 100.000. 17 giá 100 nha quý chị. Rồi cây số 18 ha. Cây số 18 là một cái cây dòng sao Noel, nhưng mà cái này là hoa rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Sao này rất là lạ nha. Trắng nhiều. Sao ít ha, 5 năm, nhưng mà cái sao nó rất là đẹp ha. Rồi cái họng cũng rất đẹp luôn. Cây này lạ nè quý anh chị. Nếu mà nói sao Noel là cái hoa này nó lạ hơn mấy qua kia ha, rất là đẹp luôn. Trắng. Ở trong nó cái sao rất là đẹp luôn. Rồi trong cái sao nó có cái sọc trắng nữa ha. Cây này thì nhỏ không lớn nha quý anh chị ha. 250.000, cây số 8, 250.000 nha quý anh chị. 250.000 cây số 18, trổ được bao hoa rất là đẹp luôn nè. Cái này là lạ ha. Lạ so với anh em có nói ha. Đó, rất là đẹp nha, số 18, 250.000. Cũng hơi nhỏ nha quý anh chị. Đây. Còn đây là cây số 19. 19 là dòng Noel nha quý chị, đỏ, viền tím ha, viền tím rồi chuyển trắng nha quý chị, nụ chùm ha, rộ bông, hoa rất là đẹp nha, sepal bông to, cánh hoa dày nha, cây này phân tàn cũng tương đối đẹp ha, củ già, to ha, số 19 này là giá 300.000, đây, chỗ được hai chùm bông rất đẹp nha, 19 giá 200.000, 300.000, rồi cây số 19 giá 300.000 nha quý chị. Rồi cây số 20. Cây số 20 là một cây tím ngọt ha. Sepal bông to. Ở trong nó có cái vạch đỏ nha quý chị. Phân tàn đẹp ha, cây này phân tàn đẹp. Nó có những cái nhánh bị hư bên đây nha, nhưng mà nó liền rồi nha quý chị. Rồi, củ cũng tương đối ha. Phân tàn đẹp. Rồi, cây này 350.000 nha quý chị. Cây này ha. 350.000. Cánh hoa tròn 350.000. Cây số 20 350.000. 21. 21 là một cái cây đỏ sọc nha quý chị ha, cánh dày. Đó. Dạng như cây sao băng ha, lá đẹp. Rồi cây này phân tàn đẹp, củ cũng tương đối nha quý chị. Lá đẹp ha. Rồi cây số 21 này giá 100. Cuốn ngắn nha quý chị. Giá 100. Rồi cây số 22. 22 là cây củ rất là to nha. Cây này một lớp rất là đẹp nha quý chị, họng vàng. Ở trong có một cái đỏ rồi tới cái họng vàng. Ở ngoài là trắng phớt hồng ha. Đây, trộn hai hoa rất là đẹp luôn. Hai hoa rất là đẹp, rất là sang nha. Cây này thì cao lớn dình vàng. Cao lớn dình vàng nha quý chị. Số 22 giá 100. 22 giá 100 nha quý chị. Cây số 22 giá 100 nha. Rồi tiếp tục tới cây số 23. Cây số 23 là một cây trắng ha quý anh chị. Cây trắng dưới đây phân tàn là mấy nhánh nhỏ ha. Có một cốt cao lên ba lớp. Trắng trắng ba lớp rất đẹp nha quý anh chị ha. Trắng ba lớp. Cánh nhọn ha, dạng trổ bông dạng dúng ha quý anh chị. Cánh hoa dày, sepal bông to. Sepal bông to thì cây số 23 này là giá 300.000. 23 giá 300.000 nha quý anh chị.
Rồi tiếp tục với cây số 4. 24 là một cây sọc rất là đẹp luôn nè. Cánh dày, xe bông to, lá đẹp, rộ bông nha quý anh chị ha. Này cũng không lớn nha, cũng này không lớn lắm. Số 24 này giá 100. 100 nha quý anh chị. Đây, số 24 giá 100. Rồi, tới cây số 25. Ha, là một cái dòng Noel kép nha, ba lớp nha quý anh chị. Rất là đẹp nha. Đó, xe bông to. Này hoa không gục nha quý anh chị. Nó nặng quá, nó ngang bông là cuốn rất là to nha. Cuốn cứng nha. Đây. Cái hoa bên đây nó trổ đẹp hơn ha. Đó. Rồi, cây số 25 này là phân tàn đẹp nha quý anh chị. Phân tàn đẹp. Đây, cái hoa này quý anh chị nhìn ha. Bông nó ngang, không gục ha. Không gục. Rồi, hoa đẹp. Giá 350.000, cây số 25 nha quý chị. 350.000. Cái loại hoa này á, nó có cái nó ngang quý chị. Tại nó nặng quá nha. Nó ngang nặng quá. Cái này quý chị nuôi lớn mới nhìn thấy đã ha. Rồi, cây số 25 này giá 350.000. Rồi tiếp tục tới cây số 26. 26 là cây cũ rất là to luôn, phân tạng dưới 5 nhánh nha, cũ rất là to luôn. Màu đỏ đậm đà, xe bông to, cánh dày. Cánh dày màu đỏ rất là ngọt nha quý chị. Rồi cây số 26 này giá 150.000. Rồi. Cây số 26 này xe bông rất to nha quý chị, 150.000. Đỏ rồi hồng ha. Ở trong nó cũng vậy luôn. Rồi cũ rất to. Cây 26 này là 150.000. Quý chị chọn lựa cái nào thì alo trực tiếp cho anh theo số điện thoại 0916256522. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị nha.